Sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 11.513.747 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.607.851 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 86 ca. Trong ngày, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm 263.754.578 liều. Cúm cà chua từng bùng phát ở Ấn Độ với bệnh nhân trong độ tuổi từ 1 đến 9. Tuy nhiên, ca mắc mới ghi nhận tại Nepal là người lớn đặt ra câu hỏi mới về bệnh truyền nhiễm này. Cúm cà chua lần đầu tiên được chú ý của giới chuyên gia sau ca bệnh ghi nhận tại Ấn Độ. Từ đó, hàng trăm trẻ em nhiễm bệnh, phần lớn trong số này chưa đến 9 tuổi. Vào thời điểm đó, giới khoa học chưa xác định được nguyên nhân gây bùng dịch. Tuy nhiên gần đây, Nepal đã ghi nhận ca mắc là một người đàn ông 45 tuổi, không có lịch sử du lịch đến Ấn Độ. Ban đầu không có triệu chứng, ngoại trừ đau khớp. Khoảng 2 tuần sau, người này nhanh chóng xuất hiện phát ban đỏ và phồng rộp hình quả cà chua, đặc biệt là ở lòng bàn tay, bàn chân và lưỡi. Trái ngược với đợt bùng phát ở trẻ em dưới 9 tuổi ở Ấn Độ, bệnh nhân mắc bệnh ở Nepal là người lớn với các triệu chứng khác. Lý do đằng sau các triệu chứng khác nhau được quan sát thấy ở Ấn Độ và Nepal hiện chưa được biết, nhưng yếu tố tuổi tác có thể là một lời giải thích khả thi. Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế nêu rõ, mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên trong những tháng gần đây, số mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Ngành y tế cần triển khai giám sát chặt chẽ về xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch, xác định khu vực có nguy cơ cao để chủ động phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Người dân cần chủ động thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước nơi bọ gậy, muỗi phát triển, để kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Tại Hội nghị Khoa học Huyết học Truyền máu Toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra ở Hà Nội, Bộ Y tế đánh giá trong những năm vừa qua, ngành huyết học truyền máu của Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh. Hiện nay chúng ta đã thực hiện được đa phần những kỹ thuật mới nhất mà khu vực và trên thế giới đang áp dụng. Theo đó, Việt Nam đã có hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới và đã thực hiện được thành công trong việc khảo sát dịch tễ về bệnh tan máu bẩm sinh trên toàn quốc, thực hiện tầm soát gen bệnh tiến tới giảm dần số lượng trẻ em sinh ra bị bệnh tại một số địa phương. Về lĩnh vực di truyền, sinh học phân tử cũng đạt được những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu các đột biến gen ở bệnh ung thư máu, thalassemia, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chẩn đoán trước sinh bệnh máu di truyền. Về lĩnh vực truyền máu đã đảm bảo được nguồn máu an toàn, chất lượng cho công tác điều trị người bệnh, không rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để mang lại tiện ích trong hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, bệnh viện đang thí điểm chạy thử app tự đăng ký khám chữa bệnh cho người dân. Theo đó, thông qua app được tải về trên điện thoại thông minh, người dân không cần đến bệnh viện, không cần tương tác với nhân viên y tế mà chỉ cần ngồi tại nhà để đăng ký khám bệnh. Người dân có thể đăng ký đúng chuyên khoa, đúng bác sĩ mình có nhu cầu khám theo ngày giờ cụ thể. Việc đặt khám bệnh qua app sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng người bệnh phải xếp hàng chờ đợi lấy số thứ tự từ mờ sáng, giảm tình trạng quá tải. Thông qua app, các bệnh nhân cũng sẽ biết chính xác thời gian nhận kết quả cận lâm sàng, thời gian nhận toa thuốc, theo dõi lịch hẹn tái khám. Mặt khác, bác sĩ cũng sẽ theo dõi được quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, từ đó có chỉ định điều trị trên phần mềm. Với quan điểm, nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi, thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn. Một mô hình mang tên 5 giây đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế của nước ta, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sắp xếp gọn gàng, loại bỏ những thứ không sử dụng, luôn giữ vị trí làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đã trở thành thói quen của nữ điều dưỡng này từ khi bệnh viện bắt đầu triển khai mô hình 5S. Sau khi đã thực hiện 5S xong thì cái môi trường của bệnh viện cải thiện là rất là đẹp, vừa sạch sẽ, vừa đẹp, vừa gọn gàng.
làm cho người bệnh người ta rất là hài lòng. Không chỉ đem lại lợi ích cho nhân viên y tế, tạo môi trường sạch đẹp cho bệnh viện, mô hình 5S còn giúp người bệnh thêm tin tưởng khi đến các cơ sở khám chữa bệnh. Như trường hợp của ông Thắng, đã 10 năm nay, đều đặn mỗi tháng, ông đều đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp để khám và lấy thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Ở đây thì cơ sở vật chất đây thì tuyệt vời, tốt lắm, máy móc các thứ đều nhiều đầy đủ. Hay là cán bộ và nhân viên họ cũng nhiệt tình chăm sóc bà con đến khám bệnh, rất là nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái. 5S là 5 chữ cái đầu của các từ sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, từ năm 2018, mô hình 5S đã được triển khai đến tất cả các khoa. Cái mô hình 5S ấy là một cái mô hình mà có lẽ là sống còn. Sống còn với các bệnh viện nói chung và tất cả các bệnh viện của Việt Nam chúng ta. Bởi vì bây giờ như này này, thứ nhất là dân trí, cái sự hiểu biết và đồng thời những sự phát triển chung. Bây giờ chúng ta là ở cái thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Nếu như mà anh làm không tốt, anh không đảm bảo đến cái sự sàng lọc đó, anh không đảm bảo được sự sạch sẽ, không đảm bảo được sự gọn gàng, sẵn sàng đó, thì chắc chắn là chúng ta bị đào thải thôi. Xây dựng bệnh viện 5S không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, mà còn tác động tích cực tới tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Với mục tiêu 100% cơ sở y tế tiếp tục triển khai 5S và xanh sạch đẹp, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng tới việc thay đổi bộ mặt và hoạt động khám chữa bệnh trên toàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau một tháng triển khai tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đã xử lý vi phạm 2.781 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng. Cùng với đó, tạm đình chỉ hoạt động 664 cơ sở, đình chỉ hoạt động 357 cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, giám sát chặt chẽ các chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Sau ngày 15 tháng 12, địa bàn nào để sót lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý, công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động, không đạt kết quả kiểm tra theo tiến độ, sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất dùng camera, điện thoại thông minh để xử phạt xả rác. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chính quyền các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như camera, điện thoại thông minh, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm. Tại các khu công nghiệp, an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng, nhức nhối từ nhiều năm qua. Sự phối hợp của lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp và dân quân tự vệ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh an toàn, thuận lợi, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Timber Industry luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồn công an khu công nghiệp Tam Phước để giải quyết các vấn đề liên quan. Chính vì vậy, an ninh trật tự tại công ty này luôn được đảm bảo. Doanh nghiệp liên tục phát triển, công nhân yên tâm lao động sản xuất. Trước tiên khi mà có những cái sự việc xảy ra, thì bên tôi sẽ báo cho công an khu công nghiệp biết. Mình báo cụ thể về cái sự việc nó xảy ra như vậy. Rồi đồn công an khu nghiệp nắm bắt những thông tin như vậy. Rồi công an tới để triển khai, để xử lý những sự việc như vậy. Ngoài việc tích cực phối hợp thực hiện tốt quy chế bảo vệ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp để đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự, thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, quản lý chặt chẽ và rà soát, lập danh sách những đối tượng hình sự, nghiện ma túy, cờ bạc cũng được đồn công an khu công nghiệp Tam Phước chú trọng. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để doanh nghiệp và công nhân, người lao động yên tâm sản xuất. Ngoài cái việc mà tăng cường và duy trì công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang thì đã có kế hoạch là phương án là phối hợp với các
công ty, doanh nghiệp để phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các công nhân để nhằm thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và phối hợp hỗ trợ với lực lượng công an trong công tác phòng chống, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Tam Phước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, Ban Chỉ huy Đồn Công an khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các tình huống, vấn đề phức tạp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Navacazone được đăng ký tại cơ sở là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm Melac Pharma Italy. Đây là loại thuốc có tác dụng điều trị một số rối loạn tuyến giáp đi kèm với cường giáp. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất nêu trên phải thực hiện việc thu hồi toàn bộ số thuốc trên. Đồng thời, yêu cầu cơ sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc thực hiện việc thu hồi toàn bộ lô thuốc Navacazone. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 32 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị viêm cơ tim cấp, choáng tim, đã ngưng tim nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị nhồi ép tim liên tục do ngưng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, đi kèm triệu chứng sốt cao, mệt, đau đầu. Sau khi được cấp cứu, can thiệp bằng kỹ thuật ECMO cùng nhiều ngày điều trị tích cực, tim của bệnh nhân dần hồi phục, được ngừng ECMO, tiếp tục điều trị chăm sóc hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định. Ủy ban Y tế Mỹ mới đây đã trình bày về một siêu vaccine cúm đa thành phần mới đang được thử nghiệm, có thể chống lại 20 chủng cúm khác nhau. Đây là nghiên cứu mới nhất của một nhóm chuyên gia từ Đại học Pennsylvania, Mỹ. Vaccine được thiết kế bằng công nghệ mRNA, là công nghệ mới nhất mà Pfizer và Moderna đã sử dụng để sản xuất vaccine COVID-19. Trong thử nghiệm động vật, kháng thể chống lại 20 chủng cúm đã duy trì được mức rất cao trong ít nhất 4 tháng và phản ứng mạnh trước các mầm bệnh. Vaccine mới này được kỳ vọng sẽ mang tác dụng giống vaccine COVID-19. Cúm cà chua từng bùng phát ở Ấn Độ với bệnh nhân trong độ tuổi từ 1 đến 9. Tuy nhiên, ca mắc mới ghi nhận tại Nepal là người lớn đặt ra câu hỏi mới về bệnh truyền nhiễm này. Cúm cà chua lần đầu tiên được chú ý của giới chuyên gia sau ca bệnh ghi nhận tại Ấn Độ. Từ đó, hàng trăm trẻ em nhiễm bệnh, phần lớn trong số này chưa đến 9 tuổi. Vào thời điểm đó, giới khoa học chưa xác định được nguyên nhân gây bùng dịch. Tuy nhiên, gần đây, Nepal đã ghi nhận ca mắc là một người đàn ông 45 tuổi, không có lịch sử du lịch đến Ấn Độ. Ban đầu không có triệu chứng, ngoại trừ đau khớp. Khoảng 2 tuần sau, người này nhanh chóng xuất hiện phát ban đỏ và phồng rộp hình quả cà chua, đặc biệt là ở lòng bàn tay, bàn chân và lưỡi. Trái ngược với đợt bùng phát ở trẻ em dưới 9 tuổi ở Ấn Độ, bệnh nhân mắc bệnh ở Nepal là người lớn với các triệu chứng khác. Lý do đằng sau các triệu chứng khác nhau được quan sát thấy ở Ấn Độ và Nepal hiện chưa được biết, nhưng yếu tố tuổi tác có thể là một lời giải thích khả thi. Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế nêu rõ, mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên trong những tháng gần đây, số mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Ngành y tế cần triển khai giám sát chặt chẽ về xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch, xác định khu vực có nguy cơ cao để chủ động phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Người dân cần chủ động thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước nơi bọ gậy, muỗi phát triển, để kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Tại Hội nghị Khoa học Huyết học Truyền máu Toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra ở Hà Nội, Bộ Y tế đánh giá trong những năm vừa qua, ngành huyết học truyền máu của Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh. Hiện nay chúng ta đã thực hiện được đa phần những kỹ thuật mới nhất mà khu vực và trên thế giới đang áp dụng. Theo đó, Việt Nam đã có hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới và đã thực hiện được thành công trong việc khảo sát dịch tễ về bệnh tan máu bẩm sinh trên toàn quốc, thực hiện tầm soát gen bệnh tiến tới giảm dần số lượng trẻ em sinh ra bị bệnh tại một số địa phương,
về lĩnh vực di truyền sinh học phân tử cũng đạt được những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu các đột biến gen ở bệnh ung thư máu thalassemia, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chẩn đoán trước sinh bệnh máu di truyền. Về lĩnh vực truyền máu đã đảm bảo được nguồn máu an toàn chất lượng cho công tác điều trị người bệnh, không rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để mang lại tiện ích trong hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, bệnh viện đang thí điểm chạy thử app tự đăng ký khám chữa bệnh cho người dân. Theo đó, thông qua app được tải về trên điện thoại thông minh, người dân không cần đến bệnh viện, không cần tương tác với nhân viên y tế mà chỉ cần ngồi tại nhà để đăng ký khám bệnh. Người dân có thể đăng ký đúng chuyên khoa, đúng bác sĩ mình có nhu cầu khám theo ngày giờ cụ thể. Việc đặt khám bệnh qua app sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng người bệnh phải xếp hàng chờ đợi lấy số thứ tự từ mờ sáng, giảm tình trạng quá tải. Thông qua app, các bệnh nhân cũng sẽ biết chính xác thời gian nhận kết quả cận lâm sàng, thời gian nhận toa thuốc, theo dõi lịch hẹn tái khám. Mặt khác, bác sĩ cũng sẽ theo dõi được quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, từ đó có chỉ định điều trị trên phần mềm. Với quan điểm, nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi, thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn. Một mô hình mang tên 5 giây đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế của nước ta, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sắp xếp gọn gàng, loại bỏ những thứ không sử dụng, luôn giữ vị trí làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đã trở thành thói quen của nữ điều dưỡng này từ khi bệnh viện bắt đầu triển khai mô hình 5S. Sau khi đã thực hiện 5S xong thì cái môi trường của bệnh viện cải thiện là rất là đẹp, vừa sạch sẽ, vừa đẹp, vừa gọn gàng, làm cho người bệnh người ta rất là hài lòng. Không chỉ đem lại lợi ích cho nhân viên y tế, tạo môi trường sạch đẹp cho bệnh viện, mô hình 5S còn giúp người bệnh thêm tin tưởng khi đến các cơ sở khám chữa bệnh. Như trường hợp của ông Thắng, đã 10 năm nay, đều đặn mỗi tháng, ông đều đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để khám và lấy thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Ở đây thì cơ sở vật chất đây thì tuyệt vời, tốt lắm, máy móc các thứ đều nhiều đầy đủ. Hay là cán bộ và nhân viên họ cũng nhiệt tình, chăm sóc bà con đến khám bệnh, rất là nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái. 5S là 5 chữ cái đầu của các từ sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, từ năm 2018, mô hình 5S đã được triển khai đến tất cả các khoa. Cái mô hình 5S ấy là một cái mô hình mà có lẽ là sống còn. Sống còn với các bệnh viện nói chung và tất cả các bệnh viện của Việt Nam chúng ta. Bởi vì bây giờ như này này, thứ nhất là dân trí, cái sự hiểu biết và đồng thời những sự phát triển chung. Bây giờ chúng ta là ở cái thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Nếu như mà anh làm không tốt, anh không đảm bảo đến cái sự sàng lọc đó, anh không đảm bảo được sự sạch sẽ, không đảm bảo được sự gọn gàng, sẵn sàng đó, thì chắc chắn là chúng ta bị đào thải thôi. Xây dựng bệnh viện 5S không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, mà còn tác động tích cực tới tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Với mục tiêu 100% cơ sở y tế tiếp tục triển khai 5S và xanh sạch đẹp, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng tới việc thay đổi bộ mặt và hoạt động khám chữa bệnh trên toàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau một tháng triển khai tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đã xử lý vi phạm 2.781 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng. Cùng với đó, tạm đình chỉ hoạt động 664 cơ sở, đình chỉ hoạt động 357 cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Giám sát chặt chẽ các chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Sau ngày 15 tháng 12, địa bàn nào để sót lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý, công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động, không đạt kết quả kiểm tra theo tiến độ, sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất dùng camera, điện thoại thông minh để xử phạt xả rác. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chính quyền các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như camera, điện thoại thông minh, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định.
Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm. Tại các khu công nghiệp, an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng, nhức nhối từ nhiều năm qua. Sự phối hợp của lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp và dân quân tự vệ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh an toàn, thuận lợi, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Timber Industry luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồn công an khu công nghiệp Tam Phước để giải quyết các vấn đề liên quan. Chính vì vậy, an ninh trật tự tại công ty này luôn được đảm bảo. Doanh nghiệp liên tục phát triển, công nhân yên tâm lao động sản xuất. Trước tiên khi mà có những cái sự việc xảy ra, thì bên tôi sẽ báo cho công an khu nghiệp biết. Rồi mình báo cụ thể về cái sự việc nó xảy ra như vậy. Rồi đồn công an khu nghiệp nắm bắt những thông tin như vậy. Rồi công an tới để triển khai, để xử lý những sự việc như vậy. Ngoài việc tích cực phối hợp thực hiện tốt quy chế bảo vệ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp để đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự, thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, quản lý chặt chẽ và rà soát, lập danh sách những đối tượng hình sự, nghiện ma túy, cờ bạc cũng được đồn công an khu công nghiệp Tam Phước chú trọng, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để doanh nghiệp và công nhân người lao động yên tâm sản xuất. Ngoài cái việc mà tăng cường và duy trì công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang thì đã có kế hoạch là phương án là phối hợp với các công ty doanh nghiệp để phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các công nhân để nhằm thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và phối hợp hỗ trợ với lực lượng công an trong công tác phòng chống, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Tam Phước là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, Ban Chỉ huy đồn công an khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các tình huống, vấn đề phức tạp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Navacazone được đăng ký tại cơ sở là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm Melac Pharma Italy. Đây là loại thuốc có tác dụng điều trị một số rối loạn tuyến giáp đi kèm với cường giáp. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất nêu trên phải thực hiện việc thu hồi toàn bộ số thuốc trên. Đồng thời yêu cầu cơ sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc thực hiện việc thu hồi toàn bộ lô thuốc Navacazone. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 32 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị viêm cơ tim cấp, choáng tim, đã ngưng tim nguy kịch. Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị nhồi ép tim liên tục do ngưng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, đi kèm triệu chứng sốt cao, mệt, đau đầu. Sau khi được cấp cứu, can thiệp bằng kỹ thuật ECMO cùng nhiều ngày điều trị tích cực, tim của bệnh nhân dần hồi phục, được ngừng ECMO, tiếp tục điều trị chăm sóc hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định. Ủy ban Y tế Mỹ mới đây đã trình bày về một siêu vaccine cúm đa thành phần mới đang được thử nghiệm, có thể chống lại 20 chủng cúm khác nhau. Đây là nghiên cứu mới nhất của một nhóm chuyên gia từ Đại học Pennsylvania, Mỹ. Vaccine được thiết kế bằng công nghệ mRNA, là công nghệ mới nhất mà Pfizer và Moderna đã sử dụng để sản xuất vaccine COVID-19. Trong thử nghiệm động vật, kháng thể chống lại 20 chủng cúm đã duy trì được mức rất cao trong ít nhất 4 tháng và phản ứng mạnh trước các mầm bệnh. Vaccine mới này được kỳ vọng sẽ mang tác dụng giống vaccine COVID-19. Cúm cà chua từng bùng phát ở Ấn Độ với bệnh nhân trong độ tuổi từ 1 đến 9. Tuy nhiên, ca mắc mới ghi nhận tại Nepal là người lớn đặt ra câu hỏi mới về bệnh truyền nhiễm này. Cúm cà chua lần đầu tiên được chú ý của giới chuyên gia sau ca bệnh ghi nhận tại Ấn Độ. Từ đó hàng trăm trẻ em nhiễm bệnh, phần lớn trong số này chưa đến 9 tuổi. Vào thời điểm đó, giới khoa học chưa xác định được nguyên nhân gây bùng dịch. Tuy nhiên gần đây, Nepal đã ghi nhận ca mắc là một người đàn ông 45 tuổi, không có lịch sử du lịch đến Ấn Độ. Ban đầu không có triệu chứng, ngoại trừ đau khớp. Khoảng 2 tuần sau, người này nhanh chóng xuất hiện phát ban đỏ và phồng rộp hình quả cà chua, đặc biệt là ở lòng bàn tay, bàn chân và lưỡi.
Trái ngược với đợt bùng phát ở trẻ em dưới 9 tuổi ở Ấn Độ, bệnh nhân mắc bệnh ở Nepal là người lớn với các triệu chứng khác. Lý do đằng sau các triệu chứng khác nhau được quan sát thấy ở Ấn Độ và Nepal hiện chưa được biết, nhưng yếu tố tuổi tác có thể là một lời giải thích khả thi. Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế nêu rõ, mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên trong những tháng gần đây, số mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Ngành y tế cần triển khai giám sát chặt chẽ về xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch, xác định khu vực có nguy cơ cao để chủ động phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Người dân cần chủ động thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước nơi bọ gậy, muỗi phát triển, để kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Tại Hội nghị Khoa học Huyết học Truyền máu Toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra ở Hà Nội, Bộ Y tế đánh giá trong những năm vừa qua, ngành huyết học truyền máu của Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh. Hiện nay chúng ta đã thực hiện được đa phần những kỹ thuật mới nhất mà khu vực và trên thế giới đang áp dụng. Theo đó, Việt Nam đã có hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới và đã thực hiện được thành công trong việc khảo sát dịch tễ về bệnh tan máu bẩm sinh trên toàn quốc, thực hiện tầm soát gen bệnh tiến tới giảm dần số lượng trẻ em sinh ra bị bệnh tại một số địa phương. Về lĩnh vực di truyền, sinh học phân tử cũng đạt được những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu các đột biến gen ở bệnh ung thư máu, thalassemia, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chẩn đoán trước sinh bệnh máu di truyền. Về lĩnh vực truyền máu đã đảm bảo được nguồn máu an toàn, chất lượng cho công tác điều trị người bệnh, không rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để mang lại tiện ích trong hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, bệnh viện đang thí điểm chạy thử app tự đăng ký khám chữa bệnh cho người dân. Theo đó, thông qua app được tải về trên điện thoại thông minh, người dân không cần đến bệnh viện, không cần tương tác với nhân viên y tế mà chỉ cần ngồi tại nhà để đăng ký khám bệnh. Người dân có thể đăng ký đúng chuyên khoa, đúng bác sĩ mình có nhu cầu khám theo ngày giờ cụ thể. Việc đặt khám bệnh qua app sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng người bệnh phải xếp hàng chờ đợi lấy số thứ tự từ mờ sáng, giảm tình trạng quá tải. Thông qua app, các bệnh nhân cũng sẽ biết chính xác thời gian nhận kết quả cận lâm sàng, thời gian nhận toa thuốc, theo dõi lịch hẹn tái khám. Mặt khác, bác sĩ cũng sẽ theo dõi được quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, từ đó có chỉ định điều trị trên phần mềm. Với quan điểm, nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi, thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn. Một mô hình mang tên 5 giây đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế của nước ta, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sắp xếp gọn gàng, loại bỏ những thứ không sử dụng, luôn giữ vị trí làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đã trở thành thói quen của nữ điều dưỡng này từ khi bệnh viện bắt đầu triển khai mô hình 5S. Sau khi đã thực hiện 5S xong thì cái môi trường của bệnh viện cải thiện là rất là đẹp, vừa sạch sẽ, vừa đẹp, vừa gọn gàng, làm cho người bệnh người ta rất là hài lòng. Không chỉ đem lại lợi ích cho nhân viên y tế, tạo môi trường sạch đẹp cho bệnh viện, mô hình 5S còn giúp người bệnh thêm tin tưởng khi đến các cơ sở khám chữa bệnh. Như trường hợp của ông Thắng, đã 10 năm nay, đều đặn mỗi tháng, ông đều đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để khám và lấy thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Ở đây thì cơ sở vật chất đây thì tuyệt vời, tốt lắm, máy móc các thứ đều nhiều đầy đủ. Hay là cán bộ và nhân viên họ cũng nhiệt tình, chăm sóc bà con đến khám bệnh, rất là nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái. 5S là 5 chữ cái đầu của các từ sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, từ năm 2018, mô hình 5S đã được triển khai đến tất cả các khoa. Cái mô hình 5S ấy là một cái mô hình mà có lẽ là sống còn. Sống còn với các bệnh viện nói chung và tất cả các bệnh viện của Việt Nam chúng ta. Bởi vì bây giờ như này này, thứ nhất là dân trí, cái sự hiểu biết và đồng thời những sự phát triển chung. Bây giờ chúng ta là ở cái thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Nếu như mà anh làm không tốt, anh không đảm bảo đến cái sự sàng lọc đó,
anh không đảm bảo được sự sạch sẽ, không đảm bảo được sự gọn gàng sẵn sàng đó, thì chắc chắn là chúng ta bị đào thải thôi. Xây dựng bệnh viện 5S không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm nhiễm khuẩn bệnh viện mà còn tác động tích cực tới tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Với mục tiêu 100% cơ sở y tế tiếp tục triển khai 5S và xanh sạch đẹp, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế hướng tới việc thay đổi bộ mặt và hoạt động khám chữa bệnh trên toàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau một tháng triển khai tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đã xử lý vi phạm 2.781 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng. Cùng với đó, tạm đình chỉ hoạt động 664 cơ sở, đình chỉ hoạt động 357 cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, giám sát chặt chẽ các chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Sau ngày 15 tháng 12, địa bàn nào để sót lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý, công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động, không đạt kết quả kiểm tra theo tiến độ, sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất dùng camera, điện thoại thông minh để xử phạt xả rác. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chính quyền các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như camera, điện thoại thông minh, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm. Tại các khu công nghiệp, an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng, nhức nhối từ nhiều năm qua. Sự phối hợp của lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp và dân quân tự vệ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh an toàn, thuận lợi, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Timber Industry luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồn công an khu công nghiệp Tam Phước để giải quyết các vấn đề liên quan. Chính vì vậy, an ninh trật tự tại công ty này luôn được đảm bảo. Doanh nghiệp liên tục phát triển, công nhân yên tâm lao động sản xuất. Trước tiên khi mà có những cái sự việc xảy ra, thì bên tôi sẽ báo cho công an khu công nghiệp biết. Mình báo cụ thể về cái sự việc nó xảy ra như vậy. Rồi đồn công an khu nghiệp nắm bắt những thông tin như vậy. Rồi công an tới để triển khai, để xử lý những sự việc như vậy. Ngoài việc tích cực phối hợp thực hiện tốt quy chế bảo vệ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp để đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự, thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, quản lý chặt chẽ và rà soát, lập danh sách những đối tượng hình sự, nghiện ma túy, cờ bạc cũng được đồn công an khu công nghiệp Tam Phước chú trọng. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để doanh nghiệp và công nhân, người lao động yên tâm sản xuất. Ngoài cái việc mà tăng cường và duy trì công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang thì đã có kế hoạch là phương án là phối hợp với các công ty doanh nghiệp để phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các công nhân để nhằm thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và phối hợp hỗ trợ với lực lượng công an trong công tác phòng chống, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Tam Phước là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, Ban Chỉ huy đồn công an khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các tình huống vấn đề phức tạp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Navacazone, được đăng ký tại cơ sở là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm Melac Pharma Italy. Đây là loại thuốc có tác dụng điều trị một số rối loạn tuyến giáp đi kèm với cường giáp. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất nêu trên phải thực hiện việc thu hồi toàn bộ số thuốc trên. Đồng thời, yêu cầu cơ sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc,
thực hiện việc thu hồi toàn bộ lô thuốc Navacazon. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 32 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị viêm cơ tim cấp, choáng tim, đã ngưng tim nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị nhồi ép tim liên tục do ngưng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, đi kèm triệu chứng sốt cao, mệt, đau đầu. Sau khi được cấp cứu, can thiệp bằng kỹ thuật ECMO cùng nhiều ngày điều trị tích cực, tim của bệnh nhân dần hồi phục, được ngừng ECMO, tiếp tục điều trị chăm sóc hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định. Ủy ban Y tế Mỹ mới đây đã trình bày về một siêu vaccine cúm đa thành phần mới đang được thử nghiệm, có thể chống lại 20 chủng cúm khác nhau. Đây là nghiên cứu mới nhất của một nhóm chuyên gia từ Đại học Pennsylvania, Mỹ. Vaccine được thiết kế bằng công nghệ mRNA, là công nghệ mới nhất mà Pfizer và Moderna đã sử dụng để sản xuất vaccine COVID-19. Trong thử nghiệm động vật, kháng thể chống lại 20 chủng cúm đã duy trì được mức rất cao trong ít nhất 4 tháng và phản ứng mạnh trước các mầm bệnh. Vaccine mới này được kỳ vọng sẽ mang tác dụng giống vaccine COVID-19.